Đưa mẹ lắp vào. Đưa mẹ lắp vào đây, con lắp vào đây. Nó lắp vào lọ này. Con lắp vào. Nó lắp vào con. Làm gì con cây nào? Hết rồi. Em có cầm cây nào đâu. Cái gì đấy ngà? Người ta nhảy dù đấy. Máy bay đấy. Nga ra đây ngồi với mẹ nào. Nga cầm này đi, Nga lắp vào đi con. Nga lắp vào. Con lắp, đậy đến lắp vào. Kìa con ngựa kìa, chú cưỡi ngựa cục cục kìa Nga kìa. Con nắp vào con này. Đây kìa chú kìa. Chú cưỡi ngựa. À phim mới ấy anh. Ừ phim này chắc hay. Hết rồi, có bằng đấy cây thôi. 32 con cây con đếm đủ xem là đủ 32 cây chưa? Nha, chú kia chú có giày đẹp chưa kìa? Là tất cả nguyên động lực hoạt động phải dùng trái tim điều khiển không khí thiên đường và địa ngục thắng và thua đều từ trái tim mà ra phải dùng trái tim cảm nhận sự vật. Nga ơi. Nga kìa xem chú múa võ kìa. Úi giời. Kinh. Chú có áo đẹp thế nhỉ. Áo nó đẹp nhỉ anh nhỉ. Bộ quần áo đây. Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nhâm chưa cần nữa Thu và cắt gấp vào con. Hiểu? Dập bàn cờ vào. Không dẫm vào chân, cắt cờ vào, không dẫm vào chân, đau chân. Ô Nga mẹ bảo còn đi cố tình đi dẫm vào nữa. Nga này, một cây nó rơi ra đây này. Nga này, bỏ vào đấy con. Ơ thôi rơi rồi. Gặp vào, xong gặp vào. Kéo vào gặp tay và tay nhau. Đủ chưa? Nhớ đếm xem được 32 cây không? Biết đếm không? Ừ. Biết đếm không? Rồi. Ngoắc ra. À, con gặp. Rồi. Nó vẫn cành à? Nào, đưa mẹ bỏ ra đây, hai chị em ngồi viết à. Đấy, ngồi viết đi, đưa cô. Thôi, không phải cài ra, để đây, đưa cô. Thầy ơi, cô lấy bút cho Nga với. Cô ơi. Cô lấy bút cho Nga. Em Nga lấy bút. Của mẹ bút ơi, bố thân xem có cái bút nào lấy cho con. Con có đi đá không ngà? Này. Ai ở ngoài cái cặp ấy, ngoài ngoài cái ba lô kìa, ở cái chỗ lúc nãy để áo của con ấy, có một cái bút luôn, chiều nó lấy cái ba lô này này, cái chỗ ngăn lưới ấy, không ngăn lưới cơ mà, ngăn lưới ấy, đây chỗ ngăn lưới ấy, không cái ngăn lưới về đằng trước này, đằng trước này, ngăn lưới đằng trước này. Đấy, bây giờ nó viết chữ A. Đấy, viết A đi. Tất ngày A. Nó viết chữ gì? Nhưng mang cả bút về à? Ừ, em mang bút hôm qua nay có cầm cặp đi em lấy bút cô. Ê, kìa nghe kìa. Đá múa kìa. Cô múa kìa. Ngẩng mặt cao lên nha. Đây là chủ tịch công ty vô của tập đoàn Tây Hưu, đây là giám đốc khách sạn. Đây rồi. Đây là công ty điều hành rất là nổi tiếng. Đây là công ty điều hành rất là nổi tiếng. Đây cô đang mở đây. Nga đang nằm đây, viết chữ đây. Nga viết gì đây? Ô, con đừng để tay vào đấy. Nga viết chữ gì đây? Để đây đây. Con á. Không. Được chưa? Viết chữ Nga.
Nga khát nước à? Uống nước à? Em uống rượu vờ, làm gì có nước con? Uống khéo mà say. Uống ít thôi không say nha. Đây là căn phòng do đích thân cô Vi Lan chọn mà tôi rất hài lòng. Vậy chủ tịch hãy nghỉ ngơi đi ạ. Cảm ơn cô nhé. Đi nhé. Dám mà sai lại. Bố. Bố đã thả được tính hình theo đúng kế hoạch của chúng ta. Nhất sự nhất đời của anh Tân Hương đều bị chúng ta nắm trong tay. Nga vẽ gì đây? Vở bị cong rồi con kìa Nga, vở cong kìa. Vở cong rồi. Đúng rồi. Chuyện này cũng Hàn Quốc ha. Anh Thuấn nhìn đằng kia tưởng là phim nước ngoài. Bây giờ gặp ông này thành Hàn Quốc ha. Như vậy. Mà chỉ vật cớ dự hội nghị để tiến hành giao dịch bí mật thế giới buôn bán vũ khí quốc tế. Hãy theo dõi tất cả những người tiếp xúc với Cam Tê Hồ. Nga viết chữ đi con. Nga vẽ đi Nga. Nhớ viết chữ đi cho em không học. Ô, hiểu hỏng cái hộp của cô. Ai để bóp hỏng mai cô lấy gì cô đựng nương. Đây, mèo ấy hết rồi, đẹp hết rồi. Để cô đựng nước, cô cho vào giường, cô uống nhé. Ôi, đồ con ngã rồi. Kìa Nga kìa, em bé kìa. Em bé trên TV. Ô ô ô ô, hai, bỏ con cờ xuống cho cô qua lên, không cầm về mai mất rồi không có cái mà chơi. Bỏ con cờ xuống. Chứ kệ là cầm bút về. Trả em một cái con để em viên. Trả em cái của em để em viên.
phim cũng phim Hàn Quốc. Nó quay lại nó liếc nó nhìn xem mẹ nó có nói gì nó lại bỏ chuyện nó xuống nó ngồi. Chào bác đi. Chào bác. Chào cô. Chào em. Con chào em. Chào em. Kìa nghe kìa các cô nhìn xinh chưa? Cô nào đẹp nhất? Cái này nó có máy quay nghe trộm chụp ảnh đấy. Làm sao ngứa à? Đưa mẹ xem nào. Đó dây bị gãi nhá. Dây nó vướng ở ngứa cổ con à. À, tóc nga dài nó cục vào đây rồi, ngứa. Đây mẹ xem nào. Bố ơi. Một, hai, ba. Bố ơi, nó gọi không thưa à? Ơ, đưa mẹ xem nào, sao ngứa à? Cái đọc thật có cái nước. Vừa tắm xong này. Vừa tắm xong mà lại ngứa à? Tắm à? À tắm thôi. Tắm lúc nào? Tắm lúc nào? Mấy có mấy cây? Một cây. Hai này. Hai này. Ba này. Ba đi. Bốn này. Đâu, đâu đếm nào. Một này. Này. Hai này. Đồng. Ba này. Bốn này. Năm này. Sáu này. Bảy này. Tám này. Chín này. Mười một này. Này nghe này, cây này cây gì? Mã. Tốt. Sĩ. Thank you.
Con cười nè, cười tí nè. Ôi, giật của mẹ. Ôi, giật của mẹ.